Trung xin chào tất cả anh em nhé. Lại thêm một video phụ tùng thể lực nhé anh em. Trên video này thì Trung giới thiệu với anh em một cái bộ ngăn kéo 6 ngăn cơ nhé, 6 ngăn hai chiều, hàng của hàng bãi nhé. Đây ao này, này vào này ra này. Chuẩn 14 ly nhé. Hàng bãi, hàng xăng vô. Xăng vô thì nó chịu áp rất là cao này. 6 tay hàng bãi tuyệt đẹp luôn. Nhớt tươi rối luôn nha. Hàng tươi nha. Đấy. 14 ly nhé nè. Mở ra này, ao này. Đấy. Hàng cây nhớt này. Nhớt trong vắt luôn nhé. Nói chung là hàng rất là tươi nhé em. Rồi, chúng ta cái kích thước của nó. Cái con này 14 ly nhưng mà nó cũng khá là gọn nhé. Kích thước tổng luôn này. Cũng từ mặt phổ bì khoảng 26 nhé nè, vị trí khoảng 26 nhé, 26 cm ngang này, cái thớt bên này từng 11 nhé, khoảng 11 nhé, cái lóc của từng ngăn đấy khoảng 11, còn tổng từ trước ra sau này khoảng 22 nhé. Tay này khoảng 25 này. Ngang phủ bì khoảng 22 nhé nè. Từ trước ra sau luôn ấy, 22. Còn cái độ dài tay này là 25 nhé. Con này thì khá là mỏng. Độ dày trên dưới thì nó tầm khoảng 7-8 cm thôi. Một cái bộ ngăn kéo 6 ngăn. Sang vô nhé. Đúng cái hàng sang vô. Hàng này thì chịu áp cao nè. Hàng bãi Nhật, 6 ngăn 14 ly. Anh em có đúng nhu cầu sử dụng chế lắp cho cẩu hoặc là các thiết bị thể lực gì đấy, cần nhiều ngăn đấy. Lưu lượng thì trung bình thôi, 14 ly thì nó tầm tầm lắp cẩu khoảng tầm 3 tấn là phù hợp nhé nè. Bơm từ khoảng 35 trở về các thứ đấy. Thông thường là mấy cái con cẩu khoảng trung bình 3 tấn thì chạy bơm khoảng 35 là vừa cho nó. Anh em có lên một cái hệ thủy lực gì đấy mà có một cái thông số tương đồng thì anh em xem thử cái bộ này nhé. Rồi, chung kết thúc video. Chung cảm ơn em đã xem video nhé.